Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em Và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Bộ Mặt Thánh Giá Nhỏ Xinh. Bộ mặt thánh giá nhỏ xinh mang đến nét trẻ trung, hợp thời trang cho người sở hữu. Đeo thánh giá bên mình sẽ nhận được sự bảo hộ, che chở và mang đến bình an cho bản thân. Sản phẩm rất được ưa chuộng và là món quà đầy ý nghĩa để dành tặng trong những dịp như Giáng sinh hay sinh nhật. Bộ mặt thánh giá nhỏ xinh bền đẹp, chất lượng, sự lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em Và Tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.